sở hữu lứa cầu thủ vàng đang ở đỉnh cao phong độ, được dẫn dắt bởi chiến lược gia lão luyện đầy quyền năng, sự ủng hộ của hàng triệu người hâm mộ. Giấc mơ góp mặt tại World Cup, sân chơi đẳng cấp nhất thế giới chưa bao giờ gần đến thế. Cùng tiếp thêm sức mạnh chiến thắng cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong trận đầu ra quân tại vòng loại World Cup 2022. Thái Lan, Việt Nam, 19 giờ ngày 5 tháng 9, trực tiếp trên hệ thống truyền thông đa phương tiện của Đài Tiếng Nói Việt Nam.